Trong anh chưa có gì, những lo lắng trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng giây khi anh phải cặp sách đi thi. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai, một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ qua như mọi lần, nhưng nếu lỡ lần này anh đai 1, 2, 1, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Cho anh vài đai hay học lại 1, 2, 1, dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy ghê rồi. Đừng nói chi em ơi, vào thì không được nói, chỉ cần chia bài ra cho anh cũng được rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được thấy trước đĩa bài của ngày mai. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Trong anh chưa có gì, những lo lắng trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng giây khi anh phải cặp sách đi thi. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai, một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ qua như mọi lần, nhưng nếu lỡ lần này anh gài 1, 2, 1, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Để cho anh phải đai hay học lại 1, 2, 4, dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy ghê rồi. Đừng nói chi em ơi, vào thì không được nói, chỉ cần chia bài ra cho anh cũng được rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được thấy chiếc đĩa bài của ngày mai. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Đừng để cho anh phải đai hay học lại 1 môn nữa, dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy ghê rồi. Đừng nói chi em ơi, vào thì không được nói, chỉ cần chia bài ra cho anh cũng được rồi. Nhiều khi anh từng sẽ được thấy trước đĩa bài của ngày mai. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ